Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức mới nhất trên kênh YouTube báo Lao động. Thưa quý vị, mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương vừa khởi tố bị can đối với bà Trương Thị Hương, người gắn với danh sưng cô đồng bổ cao về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, cô đồng bổ cao đúng nhận sai cái, bị cơ quan công an khởi tố bổ sung là diễn biến mới sau 5 tháng khi bị can Hương bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trương Thị Hương trước khi bị bắt là cô đồng nổi tiếng trên mạng xã hội với việc bổ cao xem bói với câu nói đúng nhận sai cãi. Hương bị người dân tố cáo đến cơ quan công an về việc nhận 180 triệu đồng để cùng bán nhà, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tiền. Theo tài liệu điều tra, ngày 6 tháng 12 năm 2022, anh Trần Thế Xuân cùng bà Vũ Thị Hát, mẹ đẻ của anh Xuân, đến nhà Hương ở phường Hiến Thành để xem bói, xem phong thủy và tìm hiểu về những khó khăn trong cuộc sống của gia đình đang gặp. Tại đây, Hương nói về vận hạn của gia đình anh Xuân và gợi ý muốn giải quyết khi cần phải làm lễ giải tiến hình, tức phải có hình nhân thế mạng, di cung hoán số cho cả nhà và làm lễ để phù hợp hướng nhà và cúng bái bát hương. Hương gợi ý với anh Xuân là giá làm lễ di cung hoán số, cầu bán được nhà, cầu bình an là 270 triệu đồng. Khi anh Xuân trình bày hoàn cảnh gia đình không lo được số tiền 270 triệu đồng, thì Hương giảm giá xuống còn 180 triệu đồng. Đối tượng này sẽ cho anh Xuân làm chủ đài rồi dặn dò hôm làm lễ nếu có ai hỏi thì phải báo là đóng 300 triệu đồng. Ngoài ra, cô đồng Trương Hương còn hứa hẹn với anh Xuân. Sau khi làm lễ xong, khoảng ngày 28 tháng 12 năm 2022, gia đình sẽ bán được nhà. Hương nhận tiền, xong liền hẹn anh Xuân chiều ngày 9 tháng 12 năm 2022 đến nhà Hương để cùng đi Lạng Sơn cúng lễ. Sau khi cúng về, anh Xuân chờ đến hết tháng 12 năm 2022 nhưng không bán được nhà. Nghĩ đã bị cô đồng lừa anh Xuân đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của Trương Thị Hương lên cơ quan công an. Vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Kinh Môn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 khoản 2 Bộ luật hình sự. Trước đó, ngày 9 tháng 2 năm 2023, công an thị xã Kinh Môn đã ra quyết định xử phạt hành chính Trương Thị Hương về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin cổ suý các hủ tục mê tín dị đoan, dâm ô đồ trị không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Mức phạt tiền là 7,5 triệu đồng. Quá trình làm việc, cô Đồng này đã thừa nhận việc phát tán nhiều video clip xem bói bằng hình thức bổ cao đoán vận mệnh. Đồng thời hương cho biết, việc phát tán các video có nội dung xem bói như trên đều do Hương làm. Công an thị xã Kinh Môn đã tiến hành lập biên bản vụ việc, lập biên bản vi phạm hành chính, biên bản sang minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính đối với Trương Thị Hương. Được biết việc Trương Thị Hương bị khởi tố bổ sung tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến một vụ án khác, nạn nhân khác. Hiện cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ thêm hành vi phạm tội của bị can này. Từ những phản ánh của người dân về việc bị cô đồng làm giá lừa đảo trong việc làm lễ, lực lượng công an đã vào cuộc điều tra làm rõ. Đặc biệt, Công an thị xã Kinh Môn Hải Dương cho biết, mặc dù đã có cơ sở đầy đủ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Trương Thị Hương, nhưng cô đồng bồ cao này luôn nói không biết, không nhớ gì. Chi tiết vụ việc ra sao, mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Cụ thể mới đây, Công an thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương tiết lộ lý do vì sao thời gian điều tra về cô đồng bồ câu Trường Thị Hương lại kéo dài. Công an thị xã Kinh Môn cho biết, sau khi có thông tin phản ánh từ báo chí và đơn tố cáo của người dân về hiện tượng cô đồng Trương Thị Hương có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức làm lễ hầu đồng, đơn vị này đã ra quyết định phân công xử lý nguồn tin báo tội phạm từ ngày 22 tháng 2. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra vụ việc, Công an thị xã Kinh Môn gặp cả trở ngại về phía đối tượng bị tố cáo và người làm đơn tố cáo. Đối tượng bị tố cáo là cô đồng Trương Thị Hương, sinh năm 1987, ở phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, Hải Dương, chuyên nhận tiền xem bói, hầu đồng và hứa làm lễ sẽ tai qua nạn khỏi. Đối tượng này không chịu hợp tác với cơ quan điều tra. Theo công an khi được hỏi, Hương không chịu nói gì hoặc kiên quyết nói, không biết gì, không nhớ gì. Về phía người tố cáo cô Đồng Hương, do ngại bị dư luận chê cười là u mê dại dột nên chấp nhận mất tiền và không muốn hợp tác với cơ quan điều tra. Vị đội trưởng điều tra viên cho biết, mặc dù nhận được đơn tố cáo của nhiều người dân đến từ Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, nhưng công an thị xã Kinh Môn quyết định chọn trường hợp tố cáo của anh Trần Thế Xuân ở Hải Phòng để điều tra trước. Lý do là anh Xuân không ngại dư luận, sẵn sàng cung cấp đầy đủ bằng chứng và lời khai cho cơ quan chức năng. Anh Trần Thế Xuân có bằng chứng chuyển khoản cho cô đồng, có file ghi âm quá trình cô đồng hứa sẽ đóng 180 triệu đồng làm lễ, sẽ giúp anh bán được nhà. Tuy nhiên làm lễ xong, nhà vẫn không bán được, anh này tố cô đồng ra công an. Theo vụ trách đội điều tra viên Công an thị xã Kinh Môn, vụ việc này được Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương chỉ đạo sát sao vì được dư luận cả nước quan tâm. Vì vậy sau 3 tháng điều tra, đến tháng 5 năm nay, chính quyền Hải Dương đã họp ba bên hai cấp gồm công an, viện kiểm sát và tòa án giữa thị xã Kinh Môn và tỉnh Hải Dương để trao đổi xin ý kiến về vụ việc này. Đến ngày 22 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Kinh Môn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 khoản 2 Bộ luật hình sự. Ngày 4 tháng 8, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Trương Thị Hương, bắt tạm giam đối tượng này công an thị xã kinh môn cho biết đơn vị này đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án vẫn tiếp nhận đơn tố giác của người dân về cô đồng trương thị hương công an thị xã kinh môn cho biết nếu cô đồng trả lại tiền cho những người bị tố cáo thì được xem như tình tiết giảm nhẹ trong quá trình điều tra tuy nhiên một số nạn nhân của cô đồng cho biết nếu họ lấy lại được tiền thì tốt không lấy lại được thì coi như mất nhưng họ mong cô đồng sẽ bị trừng phạt đúng pháp luật để cảnh tỉnh xã hội Gia đình chị Trần Thị Huyền ở thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương gặp trục trặc trong công việc. Vợ chồng bất hòa nên chị tìm tới cô đồng Trương Thị Hương và được gợi ý làm khóa lễ 65 triệu đồng. Sau khi chị Huyền trình bày hoàn cảnh xin giảm giá, cô đồng giảm giá khóa lễ xuống còn 25 triệu đồng. Tuy nhiên tiền đã trao, lễ đã xong mà mọi chuyện không có gì thay đổi. Ngày 5 tháng 8, trao đổi với báo chí, chị Huyền cho biết khi nhận ra mình u mê thì đã muộn. Chị mong cô đồng sẽ bị xử lý đúng theo quy định của pháp luật để những người hành nghề xem bói hầu đồng nhìn vào làm gương. Tương tự, chị T ở Kinh Môn, Hải Dương phải đi vay 22,5 triệu đồng để nhờ Trương Thị Hương làm lễ. Ngày 5 tháng 8, chị T cho biết, khi chị đến xem bói, cô đồng Hương nói rằng nếu không làm lễ thì bố chồng chị sẽ chết trong năm nay. Chồng chị T ở nước ngoài cũng sẽ bị ảnh hưởng công việc, không có tiền gửi về. Chị Tê dù không có tiền nhưng vẫn chạy vậy và nhờ chồng gửi tiền từ nước ngoài về để đủ tiền cho bà Hương làm lễ. Tuy nhiên làm lễ xong, bố chồng chị Tê vẫn qua đời trong năm. Công việc của chồng chị Tê không khởi sắc. Khi đó chị Tê nhắn tin cho cô đồng để báo tình hình thì cô đồng chỉ im lặng. Chị Tê nói, hôm đi làm lễ thì có gần 10 người làm chung đàn lễ với tôi, toàn là những người hoàn cảnh khó khăn nên cô cho ghép lễ. Người chục triệu, người hai chục, ba chục triệu, góp vào làm một đàn lễ. Sau khi bố chồng mất, tôi thực sự tỉnh ngộ. Chúng tôi mong cô đồng Trương Hương sẽ bị trừng phạt theo đúng pháp luật. Trước đó, anh Xuân tại Hải Phòng cho biết, vì thấy cô đồng Trương Thị Hương ở phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, có nhiều người đến xem bói. Tài khoản trên mạng xã hội của cô này cũng có nhiều người theo dõi. Nên ngày 6 tháng 12 năm 2022, anh cùng gia đình đến xem. Anh chia sẻ thời điểm đó, gia đình bị một số thành phần xã hội thường xuyên quấy phá, nên anh muốn bán nhà để giải quyết việc riêng. Sau khi cung cấp thông tin, cô đồng nói rằng muốn giải quyết được vấn đề, muốn bán được nhà thì phải làm nhiều loại lễ, gồm lễ giải tiến hình, tức là phải có hình nhân thế mạng, lễ di cung hoán số cho cả nhà, lễ để phù hợp hướng nhà và lễ cung bái bát hương. Chi phí làm các loại lễ này hết 270 triệu đồng. Bà Hương khẳng định nếu không bán được nhà, không yên bề gia tất, đừng quay lại gặp cô. Theo file ghi âm mà anh Xuân cung cấp cho báo chí, sau khi báo giá làm lễ 270 triệu đồng, thấy gia đình anh Xuân im lặng, cô đồng ý, đã gợi ý giảm giá. Nhà bác thích ghép hay thích đứng chủ đầu đài lễ, nếu ghép thì chỉ mất 220 triệu thôi, còn đứng chủ thì hết nhiều hơn nữa. Thấy gia đình anh Xuân vẫn im lặng, cô đồng tiếp lời, nếu không có thì cũng phải nói cô giúp cho như thế nào để gia đình êm thấm là được, cái gì cũng phải có lời nói chứ. Lúc này, bà Hằng, mẹ của anh Xuân mới nhờ cô đồng ghép lễ giúp. Vừa nghe được nhờ, cô đồng nhanh chóng khẳng định sẽ làm việc cho gia đình anh Xuân và báo giá, tôi sẽ ghép, vừa ghép vừa cho, nói sai mù mồm, đúng 180 triệu. Theo phản ánh anh Xuân, ngày đi xem bói, gia đình anh không mang đủ tiền nên bà Hằng đã chuyển khoản trước cho cô đồng Trương Thị Hương 10 triệu đồng để đặt cọc. Anh Xuân cho biết, để làm lễ, gia đình đã đưa tiền mặt cho quản lý của cô đồng Hương là ông KTH. Cũng theo anh Xuân, trước khi làm lễ, cô đồng hứa gia đình anh Xuân sẽ bán được nhà vào ngày 6 tháng 12. Nếu nói sai, cô Đồng sẽ bị mù mồm và anh Xuân không phải quay lại cửa nhà của cô Đồng nữa. Tuy nhiên, đến nay đã nhiều tháng trôi qua, chưa có khách nào hỏi mua căn nhà cần bán của anh. Anh Xuân cho biết, bố mình suy thận giai đoạn cuối, một tuần chạy thận 3 lần, mỗi lần chạy liên tục 7 đến 8 tiếng đồng hồ. Việc điều trị này rất tốn kém, anh Xuân đi bán cá ở chợ, nhặt từng đồng để nuôi hai con nhỏ và nuôi bố trên giường bệnh. Anh Xuân nói, 180 triệu đồng không biết tôi phải kiếm đến bao giờ mới có. Những chiêu trò nghệ thuật làm giá của cô đồng bị phanh phui thì cũng gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh về vấn nạn mê tín dị đoan hiện nay. Khuyên cáo người dân cần nâng cao cảnh giác để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra. Đến đây, chương trình của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh youtube Báo Lao Động. Xin kính chào và hẹn gặp lại!